Cha không thể chết được đâu. Cha không thể chết đâu mà. Thưa cha, Hai Nhi nhất định ghi nhớ lời dặn của cha, là một con người hữu dụng, đội trời đạp đất. Bà Nguyên Hải chết đó. Tùng đại ca cũng đã bị hắn bắt đi rồi. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Tôi nhất định phải đi cứu anh ấy. Biết hả? Lẹ lên, chưa được ăn cơm hả? Lẹ lên, mau kiếm sống đi. Nè, ông ta là ai vậy hả? Ông ta thật khổ. Ê, bị tội sát nhân đó, phải bị chặt đầu. Sao đó bàn quyền miễn tội chết cho ông? Ông thì ngược lại ăn hiếp chúng ta. Chúng ta đang làm gì đây? Tu sửa cùng cấm. Nhưng mà làm gì có phân biệt chứ? Không tu sửa cùng cấm thì lại sửa đường hầm. Là một tên khổ sai nô lệ, không thấy được ban ngày đâu à. Lẹ lên, làm mau lên. Lẹ lên. Mày á. Lẹ lên. Chuyện gì vậy? Chúng ta đi uống nước đi. Chút nữa trở lại đây. Đi. Đồ tiểu tử, nếu chỗ này của chỗ thoát ra thì ta trốn từ sớm rồi. Mày đi. Mau kéo nó lên. Dừng tay lại.一别六年，当年少爷为了救你儿子，要比六年。想不到，当年少爷在我这高龄，想不到，今天变成你为救少爷而来。世事如白云苍穹，旦夕祸福变幻无常，又岂是我们凡人所能预料的呢？几怕庞涓也会料到我要来救人，一定不会随便把少爷关在守卫府。再难，我们也要救他。 这当然了，你在想什么？如果真系翻唔到嚟嘅话，就算我不回来，我会喺望月楼，我会在望月楼留下口讯。
夫人，你已经吃饭了吗？我已经好多天没吃饭了，我快饿死了。哎，谢谢夫人，谢谢夫人，谢谢夫人，菩萨保佑吧。来来来，请到里边，我赶紧奉献。 Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, xin tha mạng. Ngươi làm gì như vậy hả? Ngươi để hắn chống phá. Trời quá đáng. Đại nhân tha mạng, tôi lúc nào cũng dòm chừng nó, không biết tại sao đã trốn được à. Đại nhân tha mạng, xin tha mạng. Tướng quân, lục xét khắp nơi rồi, nhưng không thấy gì hết. Giữ hắn xuống. Dạ. Đi. Núi này thông đến đâu? Rõ là cái hồ bất động, không có lối thoát. Tôi không tưởng làm việc ở đây. Dạ phải. Nhưng mà các cửa đập ở đây đều có người canh gác. Cửa nặng và khóa rất là chặt, không có lý nào trốn ra được. Lập tức cho người quậy lên. Còn có phát hiện gì không? Dạ. Mở lên. Bên đây, bên này, dạ. Bên đây. Dạ. Bên đây, dạ. Bên đây. Quả như đúng với dự liệu của tàu. Cả người lục xét xung quanh. Dạ. Cầm cỏ đi. Có cả gì không vậy? À, dạ có. Tiếp tục lục xét. Dạ. Tiếp tục lục xét. Một lên. Dạ, dạ. Hắn trốn khỏi lao tù, nhưng không trốn khỏi được quỷ quốc. Đóng hết các cửa thành lại, lục soát tường hộ. Dạ. Theo ta, mở lên. Dạ. Dạ. Ây da, sao mà lâu quá vậy? Không biết làm gì nữa, lại còn đóng cửa thành hoài vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Quá trời, đứng đây nắng nồi như vậy. Nắng nồi quá, bắt đứng đi. Mấy ông ta đi kiếm đi. Nhớ đầu quá trời. Im đi, im đi, im đi. Ây da, không biết chuyện gì nữa, không biết kiếm ai gì nữa. Cái hình quà vậy. Bắt tôi đứng từ sáng tới giờ đó. Nắng quá trời. Đợi lâu tháng ăn đi á, trời đã trưa rồi. Cả ngày nay chưa kiếm được đồng nào hết á. Thật cầu mong cho nhanh nhanh lên đi.
Ghê quá, ghê quá. Ghê quá đi. Ai đó. Không biết nữa, kiếm ai vậy? Vừa mới thăm dò, ở bên ngoài có rất nhiều lính ngụy quốc đang tìm thiếu gia. Rõ ràng rồi, thiếu gia đã thoát khỏi rồi. À, thật tốt quá. Nhưng mà không biết giờ này ảnh ta thoát khỏi ngụy quốc chưa? Bây giờ bên ngoài lục soát nghiêm khắc, tôi nghĩ là thiếu gia chưa có rời khỏi ngụy quốc đâu. Nhưng mà thiếu gia đã thành công trốn thoát được, cô phải mừng mới đúng chứ. Mở cửa, mở cửa, mở cửa, mở cửa. Có chuyện gì vậy lính đại ca? Bắt tội phạm, lục xét. Dạ. Người có thấy người này không? Không thấy. Không có. Các người từ đâu tới? Chúng tôi đến đây để thăm bà con. Ừ. Tướng công của cô đâu? Ừ, vừa mới đi để thăm một người bạn. Ở đây không có, qua bên cạnh xem. Được, mình đi. May mà không bị chúng nó phát giác. Cô là công chúa ngụy quốc, nếu ở nơi này dễ bị người khác phát hiện đó. Hay là gì, chúng mình nên trốn trước đi. Như vậy sao được? Nếu như Tôn đại ca đến đây kiếm mình phải làm sao? Không phải chúng ta đi mà không trở lại đây. Trước tiên rời khỏi chỗ này rồi tính là sao? Ừ. Tấn hiện giờ ở đâu? Các người có phải đã hẹn ở dòng Nguyệt Lầu để gặp mặt hay không? Ông sợ Tôn đại ca hả? Tôi biết rõ, ông sợ anh ta sẽ uy hiếp ông. Hắn đã hứa với tôi trước, tôi thả Điền Cảnh thì hắn phải ở lại. Ông còn mặt mũi nào mà nhắc đến Điền tướng quân? Ông ta bị ai hãm hại thì ông là người biết rõ hết. Từ cổ chiến trường là địa thế của anh hùng, tài năng của anh ta không được hơn người thì làm sao trách được ai chứ? Nếu như ông không giở trò xảo quyệt thì ông làm sao thắng được Điền tướng quân? Nếu như không phải là Tôn đại ca đã coi trọng tình nghĩa với Điền tướng quân thì anh ta đâu có rơi vào lưới bẫy mà bị ông bỏ tù. Ông đúng là một người bỉ ổi, vong ân bội nghĩa. Trong con mắt của ông chỉ có quyền lợi phú quý. Nếu ai mạnh hơn ông thì ông sẽ tiêu diệt người đó. Nếu người nào có lợi cho ông sẽ lợi dụng người đó. Sau khi lợi dụng xong thì ông sẽ tiêu diệt người đó đi. Ông là người như vậy mà. Cô nói như vậy còn rõ ràng hơn là tôi rõ ràng từ chính mình. Nhưng mà những gì cô thấy được chỉ là sự quay phong bên ngoài. Chuyện thật sự thì cô biết được bao nhiêu? Trong mấy năm nay, ta nam chinh bắc chiến giết giặc, giàu sanh ra tử, đã biết bao nhiêu lần ta xém chết trong chiến trường thì có ai hiểu được ta? Ngày hôm nay đại duy được ngồi hưởng lấy cái an lạc giang sơn đều là do nơi ta cố gắng. Ngày nay ngụy quốc được phồn thịnh phú cường cũng là do nơi ta. Cô đừng quên rằng ta trước 25 tuổi vẫn còn ở trong trại nô lệ, mà là một tên nô lệ đê hèn nhất. Nhìn qua phú quý của ngày hôm nay thì ta không được hưởng hay sao chứ?
nên ông đã không ngừng lợi dụng người khác. Bọn họ chẳng qua là dựa vào những dư âm của tổ tiên họ mà thôi, không vì thế giới này mà ra một chút sức lực nào cả. Bọn họ không thể nào so sánh với ta được. Ông nghĩ là mọi người ai cũng mắc nợ ông? Còn ông thì sao? Ông cũng chưa mắc nợ qua người khác phải không? Ta Bàn Quyền chưa hề mắc nợ qua một người nào cả. Còn thiếu thơ thì sao? Tiểu thơ, Hồng Nô lại thăm cô đó. Không ngờ ngày trước rời khỏi Ngụy Quốc, đến ngày hôm nay cũng không có cơ hội gặp lại. Hồng Nô từ nhỏ đã cô đơn, nếu như không được nhiều đại nhân và tiểu thơ thâu nhận thì nghĩ rằng Hồng Nô đã chết ở đầu đường xó chợ rồi. Ân tình này của các người đã kết chặt trong lòng, xin trả báo kiếp sau. Tuyệt đối không giống như những hạng người đối xử với cô bằng một tấm lòng giả dối mà để cho cô ốm hận mà chết. Cô cứ chửi đi, vì ta đã có lỗi với tiểu thơ của cô. Luôn cả những lời sỉ nhục ta và mỉa mai ta, ta không hề bác bỏ. Bây giờ ta chỉ hy vọng quán đưa có thể tha thứ cho ta. Cho tới giờ phút này mà ông vẫn còn muốn lương tâm của ông được bớt căng sức. Ta đã hết lòng hết dạ yêu thương quán nương. Ông yêu thương cô ta là để cho cô ta đau khổ như vậy? Ông làm như vậy có phải là hành vi của người chồng tốt hay không? Tiểu thơ rất đơn thuần, cô ta chỉ biết ở nhà tùng phụ, xuất giá tùng phu. Còn ông đã để cô ta kẹt giữa ông và Như đại nhân. Ông có biết không, hạnh phúc chung thân của người thiếu nữ là gả cho một Như Ý Lang Quân. Còn ông, ông cho cô ta một ngày nào sống được yên vui, ông chỉ đem lại những cơn ác mộng cho cô ta thôi. Trách là trách nơi tôi, lúc đó có mắt không trồng, đã nhìn sai con người của ông. Nhiều năm nay cô ta phải nhẫn nhục như thế nào chứ? Ta Bằng Nguyên tự hỏi đầu đội trời chân đạp đất. Ta công nhận trên thế gian này ta chỉ thiếu nợ cho một người, đó là Quảng Nương, chỉ một mà thôi. Nhưng mà không thể trách ta được. Lúc đầu ta là con rể của nhiều phụ, nhiều bá hoàng lúc nào cũng vì tôn tẫn trước. Ta không bao giờ là người được lòi vào mắt của ông ta. Thực ra ta đã rời khỏi Tề Quốc, tại sao anh ta lại còn về Ngụy Quốc nữa? Có phải là anh ta đến đây gây chuyện với ta hay không? Thực ra ta về Quảng Đường đã bị anh ta tách rời. Ông tới chết cũng chưa chịu hối cải. Tôn tẫn và ta chủ định tương sanh tương khắc, đó là việc không thể thay đổi được. Cô hãy nghe rõ đây, tôn tẫn một ngày chưa xuất hiện thì một ngày cô phải ở lại đây. À, bánh bao, bánh bao đây. Con ăn mua cải đi. Nè, đi mau bên này, bên này. À, nè. À, mua đi hả? Bánh bao đây, bánh bao đây. Ừ, bánh bao, bánh bao. Sợi quá, anh mua hết rồi. Mua đi hả? Làm ơn. Ăn mày cũng bị đánh nữa thiệt à.
Cảm ơn. Bức thư này là của bạn Tuấn Quân đưa tới đó hả? Phải. Lúc mà thờ này á, đừng có để cho người khác biết được, có biết không? Dạ. Thật là quá đáng. Bức bản tre này không phải là do người ta đâu. Nhưng không biết tại sao nội dung trong thư đã lan tràn ra ngoài. Giờ này các binh sĩ đang bàng hoàng lo lắng. Không ai mà tướng quân người phải làm một chuyện gì thì không biết phải làm thế nào mới được. Cả người hãy lập tức về trại trấn an lòng quân. Dạ. Ta biết bản tre này là do Tôn Tẫn giết đó. Hắn muốn ta vì chuyện này mà bôn ba chạy ngược chạy xuôi, để hắn có cơ hội này mà cứu Hồng Nô. Ta sẽ không bị mắc mưu đâu. Tôn Tẫn. Tôn Tẫn hắn nhất định muốn kiếm chuyện với ta. Để ta coi hắn có cách nào mà cứu được cô. Nhớ cô lại. Dạ. Đi. 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 Không xong rồi bạn tướng quân. Bên ngoài mưa bão, các đồng ruộng bị ngập nước hết. Bên thành đông thì các đá trên núi đổ xuống, tắc nghẽn đường giao thông. Phía tây các cầu gỗ bị sấm sét đánh gãy hết. Miền nam thì đê dở, nước sắp tràn ra ngoài. Truyền lệnh của ta, lập tức phái 300 binh mã dọn dẹp đường giao thông, sửa lại đê nước. Dạ. Bàn khanh già, cơn bão ngập lụt đã biến mười mấy thôn trấn thành một trạch nước, ruộng đồng bị hư hao, con số không thể tính được. Còn dân làng bị hại do bởi cơn bão này, nghe nói ở phía nam tình trạng nghiêm trọng hơn. Khanh có kế sách gì chẳng đứng hay không? Thần đã phái người gấp rút sửa chữa đầy đập, tạm thời chưa có vấn đề gì. Nhưng mà trong thành giáp giới giữa Nam Quốc có mấy đường lộ giao thông. Hơn nữa, cơn bão này không có dấu hiệu sẽ bớt đi. Vậy ngươi hãy mau tăng thêm 2.000 binh mã để sửa chữa đê đập, tránh nạn lụt càng lúc càng gia tăng. Thần tuân lệnh, thần lập tức truyền lệnh. Khoan đã. Gần đây bản vương nghe nói ngươi có ý mưu phản, có chuyện này hay không? Đại vương anh minh, thần lúc nào cũng một lòng trung thành, tuy không phải là người của Ngụy Quốc, nhưng mà công danh lợi lộc đều do đại vương ban cho, thì làm sao mà có lòng phản trắc được. Vậy những lời đồn đó? Những lời đồn đại đó thần đã sớm nghe được. Thần đang nghi ngờ là Tôn Tẫn người Tây Quốc đã làm ra như vậy. Mục đích của hắn là muốn báo thù cho người bạn là Điền Cảnh, và muốn lợi dụng tin đồn này tách rời sự quan hệ của thần và đại vương. Tôn Tẫn to gan, hắn đã làm những chuyện đáng ghét như vậy. Ngươi đứng dậy đi. Tạ ơn đại vương. Thật ra ngươi đã ở Ngụy Quốc nhiều năm, bản vương làm sao mà tin những lời đồn đó được chứ? Trước hết, khanh hãy chặn đứng cơn thiên tai này, sau đó bắt Tôn Tẫn về đây hỏi tội. Thần lãnh chỉ. Hồng Ngô, cô không sao chứ? Các tướng quân, phía nam mưa càng lúc càng lớn, khiến cho các đê đập bắt đầu sắp bãi. Chuyện đó không thể được. Tại sao giờ này chưa xuất hiện để cứu người chứ? Tướng quân, bên phía nam tình hình đang nguy kịch, hy vọng tướng quân hãy đích thân đi xem xét. Ta đã biết rồi.
Tôn Tẫn nhất định là đang ẩn náu gần đây. Hắn biết Hồng Nô đã chịu khổ, hắn không thể rời xa chỗ này được đâu. Lập tức gia tăng thêm người để lục soát cả thành lần nữa. Tướng quân, chúng ta không đủ người nữa. Đem những binh sĩ đang thủ ở đây đập rút về đây. Tướng quân, hãy suy nghĩ kỹ đi. Làm như vậy hậu quả rất nghiêm trọng đó. Hãy làm theo lời ta. Dạ. Đi bao. Đi bao đi. Bà Nguyên đang làm cái quái gì vậy hả? Hắn đang muốn giữ Tôn Đại Ca ra. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống đi, quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ, quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Ta biết các người không được bằng lòng, nhưng mà các người không nên trách ta. Nếu có muốn trách, thì hãy trách tên Tôn Tẫn đi. Hắn đã đến Ngụy Quốc sanh sự, cho nên ta nhất định phải bắt hắn cho bằng được. Không phải rồi, Tôn Tẫn ở đâu hả? Ta để cho mình tự chịu khổ vậy chứ, Tôn Tẫn đâu hả? Hắn chỉ muốn đạt được mục đích của mình, mà khiến cho các bá tánh phải chịu khổ sở. Hắn ta thật không có nhân tính mà. Mưa lớn như vậy còn kiếm người nào nữa đây chứ. Đề đắp sắp bể rồi, còn bắt nhiều người không biết làm gì, thì là vô lý mà. Phải rồi, con của tôi cũng không thể dầm mưa được. Thì là không có nhân tính mà. Báo cáo tướng quân, phía nam nước càng lúc càng dâng cao, việc sửa đê càng lúc càng không thuận lợi. Nếu như không phải thêm người để mà sửa chữa kịp thời, sẽ không tới 3 giờ nữa đê sẽ bị đập vỡ tan. Một ngày ta chưa bắt được Tôn Tẫn, thì một ngày ta sẽ không phải người sửa đê. Tôn Tẫn, ta biết người đang ẩn trốn đâu đây. Nếu như người không muốn thấy họ chết, thì người hãy mau ra đây. Ơi đã quá mà. Từ bi phái người đến sửa chữa đê đi. Tôi giao xin người mà chúng tôi người người ta ở đó đâu bà tướng quân là ta đi. Nếu như bị dỡ đê thì nước tràn ngập tới đây, tới chừng đó chúng ta sẽ gặp tai họa đó. Bà tướng quân, xin người hãy cho người sửa đê đạp đi. Phải. Tướng quân, xin cho chúng tôi đi sửa đê đi hả? Hãy truyền lệnh xuống, nếu có lời than vãn sẽ bị trừng trị. Bà Nguyên, ngươi có phải là người? Nước mà dâng tới đây thì ông cũng bị chết mà thôi. Ơi cứu chúng tôi này. Bị xuống, bị xuống. Hãy tha chúng tôi đi mà. Linh đại ca. Bị xuống. Bị xuống. Bị xuống. Ta kêu bị xuống. Bị xuống. Bị miệng. Bị xuống. Không cần kiếm nữa, ta đang ở đây. Đã chịu ra rồi à? Tôi sẽ theo anh đi, nhưng mà anh phải cho người sửa đê trước đi.
Dù ngươi có 5 lần 7 lần kiếm chuyện với ta thì cũng vô ích thôi. Rốt cuộc thì cũng đã rơi vào tay của ta. Anh nghĩ sai rồi. Tôi không phải thua anh. Tại vì tôi không muốn sự tranh chấp giữa anh và tôi phải khiến cho dân chúng bị lầm than. Anh muốn bắt tôi là vì muốn củng cố địa vị của anh, để cho ở trong Ngụy Quốc này anh được nhiều người kính trọng. Anh đã không màng sự an nguy của bá tánh, anh bắt tôi có lợi gì chứ? Nếu như mà chưa sửa đê xong thì sẽ gây chết chóc nhiều. Trong lòng của anh được yên sao? Đợi sau khi ta sắp xếp người xong, ta sẽ tự sắp xếp việc nước, dỗ về lòng dân. Thì tới lúc đó, Ngụy Quốc với sự lãnh đạo của ta thì càng ngày sẽ được thịnh vượng, đứng đầu trong thất quốc. À, không đúng. Phải nói như vậy. Lúc đó, ta đã thống nhất lục quốc. Thật ra thì lúc đó, thiên hạ đâu còn nữa mà để cho ta tuân hành. Ta sẽ hủy bỏ quân quyền, nghiêm cấm chiến tranh, sáng lập khoa cử, đối đãi tử tế với người có trí thức, sẽ làm cho dân gian bá tánh an cư lạc nghiệp, thiên hạ thái bình. Ta sẽ được danh truyền thiên cổ. Ngoại trừ ra một người ban quyền ta thì có ai có thể làm được chứ? Hả? Anh đừng ngây thơ nữa. Lòng dân đã mất, cho dù làm bất cứ điều gì cũng không có đền bù được. Cũng như cái chuyện đắp đê lần này, anh đã dùng sinh mạng của bá tánh. Anh làm như vậy thì tội ác của anh sẽ càng gia tăng thêm. Người thơ ngay chính là người đó. Trong lịch sử này một quân chủ nào nếu không lợi dụng máu huyết của bá tánh thì lợi dụng sinh mạng của bá tánh để đổi lấy giang sơn cho mình? Chỉ e đại sự của anh chưa thành đã bị trời quở phạt. Hãy chửi đi, ta đâu có sợ đâu. Bàn Nguyên, hãy quay đầu lại đi. Thật ra ta ấy còn nhớ ngày xưa uống rượu với người, cũng muốn uống với người thêm một lần nữa. Rất tiếc ta với người không còn là bạn nữa. Bây giờ tôi cảm thấy rằng uống rượu một mình cũng vui lắm chứ. Hồng Đô Khấu Kiến nương nương, đứng dậy đứng dậy. Ê, để ta nhìn con một chút. Nếu như không phải con bị treo ở ngoài thành như vậy thì ta vẫn chưa biết con đã trở về đây rồi. Con nhất định đã chịu quá nhiều khổ sở. Tội dân lúc đó ra đi mà không cáo từ, không dám cầu xin cho thứ lỗi, không dám mong giảm tội. Ngày trước những việc xảy ra như vậy không có hoàn toàn trách con được. Ngụy Tần biến quá, sức lực của Tần Quốc thì mạnh hơn, cho nên chúng ta đành phải hy sinh con, gả con qua Tần Quốc thôi. Lúc đó Hồng Nô không cáo biệt, tại vì trong lòng Hồng Nô đã tìm được tình yêu, cho nên bất chấp hết tất cả. Như vậy con đã tìm được đời sống hạnh phúc, thì tại sao lần này con lại trở về đây? Là tại vì Bàng Quyên đã bắt chồng của con, cho nên ngàn dặm xa xôi con đã trở về đây. Mong xin nương nương chấp nhận sự cầu xin này. Quốc gia chính sự đều do đại dương làm chủ, hơn nữa lại phải bắt binh lính đi lùng bắt Tôn Tẩn như vậy, khiến cho sự dở đề phía nam đã tăng thêm phần trầm trọng, cho nên tội của Tôn Tẩn khó mà thoát khỏi được. Nhưng mà chồng con vô tội. Ta hoàn toàn thông cảm với con, nhưng mà ta không thể nào giúp đỡ con được. Con muốn gặp mặt Tôn đại ca. Việc này thì ta có thể an bài cho con. Tạ ơn nương nương. Bàn Khanh gia, lần này Khanh thiệt là hồ đồ. Chỉ vì Tôn Tẩn
mà Khanh làm cho cả thôn làng bị ngập hết. Mong đại dương bất giận, lần này thần đã làm như vậy, mục đích là muốn bắt được tên loan tin tức không chính đáng. Thần đã xác định được lần này nước lục ở phía nam đã được ổn định, không còn nguy hiểm nữa. Vậy đê đập đã sửa thế nào rồi? Rất là thuận lợi, hơn nữa trời mưa đã ngừng, tạm thời thì không có vấn đề gì. Như vậy coi như đã lo xong. Nhưng mà sau này làm việc gì nhớ phải suy nghĩ chín chắn đó. Tạ ơn đại dương. Thưa đại dương, tên Tôn Tẩn này phải trừng trị như thế nào? Trách nhiệm này giao lại cho Khanh, trẫm không muốn can thiệp tới. Tên Tôn Tẩn Khanh hãy tự giải quyết đi. Thần tuân chỉ. Nhưng mà Hồng Nô và những người không có liên quan tới nên bỏ qua, không nên truy cứu, hả? Thần đã biết. Còn nữa, hoàng hậu đã nhận lời cho vợ chồng họ gặp nhau, Khanh an bài cho họ đi. Thần lập tức thi hành. Tướng công. Hồng Nô. Hồng Nô. Tướng công. Em không sao chứ? Em đi gặp nương nương, nhưng bà đã nói không giúp gì được cho chúng ta. Hồng Nô, em về Triệu Quốc trước đi, anh sẽ không sao đâu. Không, em không đi đâu. Nếu chết, em cũng phải chết với anh ở đây. Anh không chết đâu. Sinh mạng rất quý, anh sẽ không hy sinh bừa bãi đâu. Ngày nào bà Nguyên chưa giết anh, anh sẽ tìm cách thoát thân. Được, em sẽ ở lại Ngụy Quốc để đợi tin anh. Hồng Nô, vợ chồng các người đã nói đủ chưa? Hả? Kéo cô ra. Dạ. Là nương nương cho phép chúng tôi gặp mặt. Không phải là cô đã gặp mặt rồi hay sao? Ông. Kéo cô ra. Đi. Tướng công. Hồng Nô, em bảo trọng nha. Tướng công. Tôn Tẩn, tính ra người cũng thông minh hả? Cố ý đem tin đồn này ra để làm lòng quân nào nũng, chỉ nói ta sắp phản nghịch, muốn đợi lúc đại dư ghép tội ta, thì sau đó ngươi có cơ hội để cứu Hồng Nô. Nhưng ta rất là may mắn, đại dư có lòng tin tưởng nơi ta, ta đã không bị mắc mưu của người. Tôi không phủ nhận tài năng của anh, chỉ là lòng của anh bất chính thôi, không có lòng đại lượng với người khác, cho nên quan chức của anh sẽ không được tiến đâu. Bây giờ ngươi là tù binh của ta, còn dám dạy đời ta nữa. Người sống trên đời đều muốn lưu danh thiên cổ, nhưng mà không ai giành lấy được. Những kẻ có ý đồ muốn tranh bá thiên hạ sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Ngươi xuất thân từ nơi quan quyền thì đương nhiên lời lẽ của ngươi ung dung như vậy. Nếu ta không tranh giành thì đến ngày hôm nay ta nghĩ rằng ta vẫn là một tên nô lệ. Bây giờ anh muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, anh cảm thấy được vui sao? Tính ra thì cũng hơn lúc trước. Tôi nói cho anh biết, những ngày tháng vui vẻ nhất là lúc tôi lưu lạc 3 năm, làm bạn với Sơn Thủy, bình minh đi làm, hoàng hôn về nghỉ, sống những tháng ngày không ưu phiền. Nếu cái xuất thân giữa ta và ngươi bị đổi ngược thì sự đòi hỏi của ta ngươi nhất định không cho là quá hà khắc. Cũng có thể, nhưng mà tôi sẽ không giống anh, đã không ngừng lại mà còn trụy lạc. Nhiều khi ta cũng cảm thấy ngươi là một con người đáng ghét. Ta nhớ lúc chúng mình mới quen nhau, lúc nào gương mặt của ngươi cũng cười hả hề và bộ tịch thật là kinh đời ngạo mạn. Nhưng ngươi của ngày hôm nay chỉ biết nói những lời rác rưới bậy bạ. Anh cũng vậy thôi. Bàn Nguyên lúc xưa không còn nữa, anh đã biến đổi. Hoặc có thể là anh che giấu quá tài tình hả? Nếu như hôm nay thiếu gia bị bỏ tù thì chúng ta phải làm thế nào hả? Bất cứ có nhiều khó khăn, tôi cũng ráng cố gắng để mà cứu Tôn đại ca ra. Anh nhất định sẽ hiểu rõ được lòng tôi. Nhưng lần trước thiếu gia cũng trốn,
Không chừng chúng nó càng canh gác nghiêm ngặt hơn nữa. Cũng phải có phương pháp. Cứu không được Tôn đại ca, tôi nhất định không đi đâu. Đi mau. Ây à. Mau đi kiếm súng đi. Ê. Người muốn làm cái gì? Cậu còn mau đi làm việc. Đi làm việc. Đi mau. Tình trạng Tôn Tấn thế nào? Tình trạng Tôn Tấn thế nào? Nó làm mất lòng một tên hung dữ nhất ở trong lao tù. Cậu bộ muốn sống khó khăn lắm. Ta muốn hỏi người hắn có cử chỉ gì? Bẩm tướng quân, bình thường thì không có gì đặc biệt. Nó chỉ là kể chuyện cho các tội nhân nghe thôi. Có vẻ là thoải mái lắm. Tôn Tẩn đang trong tình trạng nguy kịch như vậy mà hắn vẫn còn ung dung tự tại. Hãy trương lệnh xuống, phải tìm người canh giữ hắn. Nếu có chuyện gì đặc biệt, lập tức báo cho ta. Dạ. Tôn Tẩn, ngươi có thể nghĩ tới thì ta Bà Nguyên nhất định có thể nghĩ tới. Lúc trước tôi giỏi nhất là chơi xuống sắc. Có một lần tôi thắng được 200 đồng tiền đó. Wow, 200 đồng tiền là hả? Có tiền không vậy? Nghe coi đi. Rồi nữa đi, nói cho chúng tôi biết đi. Nói nghe coi. Nói đi. Các người muốn nghe hả? Ờ, phải. Được, nếu lần sau có xuất sắc, tôi sẽ dạy lại các người. À, vậy thì hay quá. Ăn đi. À, phải rồi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Con hội tới rồi, đi mau đi. Tới rồi, đi, đi mau. Còn ngồi làm gì? Đi làm việc đi. Ta kêu người mau đi làm việc đi. Tôn Tẩn rút thoát không? Vẫn chưa có tin gì. Không thể được. Không thể được. Hắn nhất định không thể đi. Hắn sẽ không bỏ qua cơ hội nào. Hãy theo ta. Dạ. Sao đến trễ vậy? Tại sao người không đi? Nửa đêm nửa hôm. Tại sao hỏi tôi vấn đề này? Hãy kéo hắn ra. Đi. Nếu như thấy mệt thì hãy nghỉ ngơi đi. Tuy tôi nói tôi sẽ rời khỏi đây, nhưng mà đêm nay tôi sẽ không đi đâu. Tối hôm qua tụi tôi đâu có được ngủ ngon đâu. Nếu nhanh bỏ trốn thì chúng tôi sẽ bị chém đầu đó.
phải Tôn Tửng trốn thoát không? Có phải hay không? Tôn Tửng sao lại trốn thoát chứ? Không phải là bị tướng quân nhốt trong thiệt lao hay sao? Tôn Tửng, chúng tôi đã chuẩn bị con xúc xắc rồi, anh dạy chúng tôi chơi đi. Phải rồi, rồi dạy đi, mau lên. Dạy. Các anh thông minh thiệt. Nè, xúc xắc quan trọng nhất là mua lớn hay nhỏ? Mua lớn hay mua nhỏ? Đúng ra phải mua lớn. Tại vì sao? Tại vì mua lớn sẽ được thắng nhiều. Thì sao? Không tin hả? Thử coi. À, thử coi hả? Mua lớn. Tôi mua lớn nha. Tôi mua lớn. Mau lên. Ngươi có biết hay không? Tại vì ngươi mà mấy đêm ta ngủ không yên. Bây giờ tôi bị bắt. Tuy anh coi tôi là kẻ địch của anh, nhưng mà với thân phận hiện giờ của anh phải dùng nhiều thời gian để phò tá Đại Dương. Anh không cần phải tốn nhiều thời gian canh chừng tôi. Ta đã đối đãi với người như vậy, mà tại sao người lại quan tâm đến người quốc chứ? Ân oán cá nhân chỉ là chuyện nhỏ, chuyện quốc gia mới là chuyện trọng đại. Lời nói và hành động của anh cũng có thể liên quan đến sự hưng vong của quốc gia. Tại sao anh lại lơ là vậy hả? Sao vậy? Tại sao người nói vậy? Thật ra người có ý đồ gì với ngụy quốc? Người muốn đối phó với ta? Người muốn tiêu diệt ngụy quốc? Nếu Tôn Tẫn ta muốn được quyền thế thì đã trở thành sứ soái của Triệu Quốc từ lâu rồi, hoặc trở về Tề Quốc dẫn binh chinh phạt. Điều này tôi nghĩ anh biết rõ mà. Anh phải nên để tâm về sách lược phú quý cường binh. Bởi vì quốc gia có phú cường thì bá tánh mới an lạc, không sợ các nước khác xâm chiếm. Gian sang là do chính tay của ta đoạt được, ta không cần ngươi phải dạy ta thế nào. Anh phải nên biết Ngụy Dương là người chọn lựa nhân tài thế nào. Lần trước bị lục lội, anh đã bị mất uy tín rồi. Sở dĩ mà ông ta còn trọng dụng anh là tại vì chưa có người nào tài hơn anh xuất hiện. Ở trong thiên hạ này có người nào có thể so sánh với ta chứ? Anh nên nhớ, thiên tài hữu thiên, nhân tài hữu nhân. Nhưng người đừng có quên rằng, lúc ta 25 tuổi, sau khi rời khỏi trại nô lệ, đã trải qua nhiều phong ba. Nếu như trong thế gian này thật sự có cao nhân thì ta đầy rất muốn thấy. Quán hận ông trời đối với anh không công bằng. Nhưng mà thực tế anh đã không thoát được lòng dạ. Anh với Ngô Khởi đâu có gì khác biệt. Đừng để ta thất bại để so sánh với ta. Trong thế gian này, ta là người thông minh nhất, bao gồm luôn cả người nữa. Thậm chí đến tổ tiên người là tôn giả cũng không bằng. Không ngờ con người của anh, cả người quá cố cũng chửi. Câm miệng! Trời không để cho ngươi yên đâu. Giết tôi thì cũng không làm thay đổi vận mạng của anh. Ta có thể nhốt người suốt đời. Một cái lao tù nhỏ này nhốt không được tôi đâu. Hôm nay tôi không thoát được thì ngày mai nhất định thoát được. Thả xuống. Dạ.
tôi. Nếu không thì Tôn Tẩn binh pháp vĩnh viễn sẽ hơn anh. Ta muốn người là một binh pháp gia tàn phế. Là được tin tức của Tôn đại ca không? Tôi đã dò thăm được, thiếu gia bị chúng nó nhốt ở trong lao tù đó. Bây giờ anh ta như thế nào? Các vệ binh canh gác rất nghiêm mật, không thể thăm dò được tin tức của thiếu gia. Tôi tin tưởng Tôn đại ca sẽ không bỏ qua đâu. Anh biết là tôi đang đợi chờ ảnh. Người chứ? Bây giờ ngươi là một tên phế nhân, thì đừng có nên nghĩ cách để mà trốn thoát. Nên nghĩ ngợi để nghiên cứu binh pháp thì tốt hơn. Có phải không hả? Cảm ơn sự hoàn thành của anh. Ta nói cho ngươi nghe, một chút nữa đây ta sẽ dẫn binh xuất trận để chinh phục lục quốc. Nhưng rất tiếc là ngươi không nhìn thấy cái hiên ngang trên sa trường của ta. Thôn tính thiên hạ, nhưng người nên nhớ, mỗi lần ta thắng một trận thì ta sẽ cho người thông báo với người, để cho người được vui mừng. Nhưng mà người cũng nên nhớ rằng, nhớ là đừng có nên chết sớm đó nha. Đừng có chết sớm, ta nhất định sẽ săn sóc cho người, sẽ nuôi nấng người một đời. Anh không cần binh pháp của tôi nữa hay sao? Điền Cảnh bây giờ đã chết rồi, còn ngươi thì tàn phế rồi, hơn nữa đã bị ta nhốt ở nơi này. Trong thiên hạ có ai có thể giỏi hơn ta được chứ? Bây giờ ta là đệ nhất thiên hạ, ta không cần đến binh pháp của ngươi để làm gì. Hả? Con người của anh càng ngày càng tự đại, sẽ có ngày anh bại trong tay của tôi. Là lúc nào? Càng sớm càng tốt, ta thật nóng ruột chờ đợi. Hả? Thank you.
sao? Bà Nguyên đi đánh Lục Quốc rồi hả? Trên danh nghĩa tàn phá của nạn Lục, làm ngân khố bị thiếu hụt, phải đi đánh Lục Quốc để bù đắp lại sự thiếu hụt của Ngụy Quốc. Còn các gia tầm khác thì ai cũng biết hết. Hắn đã biết rõ thiên tai đã làm cho bá tánh đói khổ, còn trong lúc này lại muốn lập công lớn, đã không bằng đến sinh mạng của bá tánh. Tôi chỉ lo lắng là bà Nguyên đã dẫn thiếu gia đi cùng rồi. Tông đại ca tài trí hơn người, bà Nguyên chưa chắc dám dẫn anh ta bên cạnh. Nếu không có bà Nguyên thì việc của thiếu gia dễ dàng rồi. Tiểu Hóa. Hả? Bất cứ tốn bao nhiêu tiền, anh phải trà trộn với Thiên Lao để dò thám cho rõ. Biết rồi. Ê, anh Lai, tại sao tới đây? Tôi là Tiểu Hóa mới đến đó. Phải đó, anh đã có báo với thập đại ca rồi đó mà. Phải. Ê, anh chỉ kính biếu thập đại ca của anh thôi hả? À, hôm nay tôi mời hai vị đại ca này đi uống rượu nha. Như vậy mới phải chứ. Tôi mới đến trình diện, không biết quy tắc có chỗ nào mà không thể đến được hay không. Anh là người canh gác chỗ này, chỗ nào anh cũng có thể đến, nhưng phía bên kia nhốt đồng phạm, đừng có để chạy thoát nha. Ờ, làm lâu thì anh sẽ biết thôi. Hãy đi uống rượu đi. Mình đi uống rượu đi. 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 Linh đại ca, lần sau cho thêm cơm có được không? Nếu không có sự phân phối của bạn tướng quân, cơm anh cũng không được ăn đó. Tôi gian anh mà. Ăn mau một chút đi. Trà trộn trong đó đã lâu mà tin tức của Tôn đại ca cũng không có nữa sao? Trong đó lính gác rất nghiêm, hơn nữa chúng nó phải canh giữ những người vượt ngục, trong thời gian ngắn thì họ lại chuyển những tội phạm qua lao tù khác. Mỗi lần vậy tôi đều không làm được gì cả. Gần đây nghe nói tại Hàn Quốc Bằng Nguyên đã thắng liền 2 trận, lấy được 2 thành. Tôi thật lo lắng quá. Cô sợ sẽ bất lợi cho Triều Quốc chúng ta hả? Vì Triều Quốc gần kề với chúng ta, lúc Nghĩa Huynh còn sống nó thường kể rằng các nước ký kết hiệp ước, Bằng Nguyên rất ghét chuyện này. Tôi tin rằng tiếp theo là đến phiên nước của chúng ta. Chỉ rất tiếc là Nghĩa Huynh đã chết rồi. Nếu như hôm nay muốn đối phó với tên ma đầu Bằng Nguyên thì chỉ hy vọng duy nhất nơi thiếu gia thôi. Nhất định phải sớm cứu thiếu gia ra. Thiếu gia. Tiểu Hóa, sao người tới đây vậy? Ở đây nguy hiểm lắm, đi mau đi. Thiếu gia, chân của huynh. Bị Bằng Nguyên chặt đứt. Cái tên súc sinh, tôi nhất định phải làm cho hắn tan xương nát thịt. Thiếu gia, tôi đã đến để cứu huynh đó. Tiểu Hóa, đừng làm bậy. Thiếu gia, có người đang đến, tôi đi trước nha. Cẩn thận. Tôn Tẩn, bà tướng quân kia tôi đem tin này đến cho anh. Người đã đánh thắng Hàn Quốc, tiếp theo là người sẽ đánh Triệu Quốc, và sau đó sẽ đi phá Tề Quốc của anh. Ê, có nghe không vậy? Anh điếc rồi hả? Bà Nguyên kêu tôi đem rượu đến cho anh uống để chúc mừng anh ta chiến thắng nè. Uống đi. Uống đi. Còn nữa,
anh hãy tự bảo tồn sinh mạng của mình. Không có sự phê chuẩn của tướng quân thì Diêm Vương cũng không dám tu nhận anh đâu. Đi. Ăn cơm đi. Hả? Tôn Tẩn chết rồi. Thì ra là những vật đó có độc. Không ngờ anh ta lại tự tử. Tiêu rồi. Bàn tướng quân nói là không thể để cho anh ta chết. Lần này không biết mình có bị phạt hay không. Bàn tướng quân muốn nhốt hắn ở đây hành hạ hắn thôi. Ta tin người sẽ không bị quả phạt đâu. Vậy chúng ta mà sáng anh ta đem đi chôn đi. Đi thôi. Thiếu gia đã tự giận và được quăng ở thung lũng xác chết. Không thể được. Tôn đại ca không thể chết sớm như vậy được. Anh đã nhận lời với tôi, dù sao đi nữa anh cũng phải sống. Nhưng cái khăn này là tiểu hóa cực nhọc đã đưa đến đây. Chúng ta hãy đi đến thung lũng xác chết thì sẽ biết được ngay. Cuốn sách y học chỉ cần lấy tử trúc đằng và tử long thảo trộn chung lại, sau đó thì uống vào sẽ khiến cho các mạch máu trong người loạn đi, khí huyết biến đổi và trái tim sẽ ngừng đập trong vòng 2 giờ. Cho nên anh đã kêu tiểu hóa giúp anh để dàn trận chết giả mới có thể trốn thoát được. Là anh nhất định sẽ không bỏ em. Thiếu gia, lại đi, chúng ta đi. Cái chân của anh. Chỉ cần gặp lại em thì không có gì quan trọng hơn nữa. Tề Quốc và được sự trọng dụng của Tề Mẫn Dương,
được phong đại nguyên soái và nắm binh mã. Cũng vào năm đó, Bàng Quyên đang đề cử đánh các nước khác, thế lực không thể nào ngăn cản được. Binh mã ra trận, bách chiến bách thắng. Bàng Quyên đã chính tay lãnh đạo binh mã của Ngụy Quốc xung phong ra mặt trận. Trên khuôn mặt của Bàng Quyên đã hiện rõ sát khí, và hắn ta đã biến thành một tên ác quỷ trên chiến trường. Còn Tôn Tẫn thì ngồi trên xa chiến, trù hoạch sách lược, mặc bộ binh phục của Điền Khang, trong lòng bình tĩnh, ánh mắt hiện rõ đầy lòng quyết chiến. Không tìm được gì cả. Bà Nguyên đã mệt mỏi ngược xuôi, nhưng mà vẫn không tìm được Tôn Tẫn. Tôn Tẫn hình như cố ý tránh né, không muốn ra mặt để cùng giao chiến với anh ta. Hãy kéo hết tụi mình ra đây. Do người ép ta thôi. Giết! Biên giới Tài Quốc.
thay đổi rồi. Đừng nghĩ đến nữa. Phải thua, thất bại thảm hại, một đời sẽ không siêu thoát. Nửa tháng rồi, chỉ cho quân lính rút lui thôi, sao không sống chết một trận với Bàng Quyên? Bàng Quyên có bao nhiêu binh mã? Khoảng 15 vạn. Còn bên chúng ta? Ít hơn 13 vạn. Tuy hai bên có sự chênh lệch về binh mã, muốn giết Bàng Quyên không phải là điều khó. Nhưng mà ta không muốn gì giết một mình hắn, mà biến thành một biển máu người, gây họa chúng sinh. Thật ra trên thế gian này có cách không chiến mà thắng hay sao? Ngân, có nhìn thấy cái cây đó hay không? Em qua bên đó khắc lên thân cây, Bàng Quyên sẽ chết tại chỗ này. Tại sao vậy? Em không phải muốn biết cái gì gọi là không chiến mà thắng sao? Làm theo lời của anh đi. Ừ. Chỉ đúng mà không đánh, hắn có ý muốn trốn tránh. Bây giờ không biết hắn đã có kế hoạch gì, nhưng mà dù sao đi nữa, tôi Bàng Quyên nhất định đánh bại nó. Tướng quân, phải có tin tức của Tôn Tẩn không? Không phải, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Nói lẹ lên. Nhưng mà ở phía trước... Thật là quá đáng. Tại sao không thốt lên lời? Nói mau! Tướng quân, thuộc hạ không dám nói. Thật là vô dụng, dẫn ta đi! Dạ! Ngưng! Thank you.
Là đôi chân đã bị chặt đứt. Hình phạt chặt chân này là một hình phạt được áp dụng cho các tội nhân. Tôn Tẩn đã dùng binh pháp không chiến mà thắng, và sau khi giết chết Bàng Quyên đã đổi tên Tôn Tẩn là Tôn Tần, kể từ đó mai danh ẩn tích. Tội nghiệp cho Bàng Quyên, nửa đời thét mây thét gió, từ một tên nô lệ của Tề Quốc, 10 năm cực khổ rèn luyện và thề rằng thống nhất thất quốc, nhưng bá nghiệp chưa thành lại bị bại trong tay của Tôn Tẩn. Thật là tạo hóa trớ trêu, có nhiều chuyện chính mình cũng không biết được. Sau khi Bàng Quyên bị chết, Ngụy Quốc quốc lực bị giảm xuống. Lúc đó tình thế thất quốc là Tần chưa hưng, Ngụy bất tịnh, Tề bất tranh, Triệu chưa cường, còn Sở, Yến, Hàn càng khó khăn hơn. Các nước chỉ phải tạm thời chấm dứt chiến tranh, bá tánh cũng được bồi dưỡng sinh lợi. Sau khi Tôn Tẩn ẩn náu nơi ruộng vườn, ngày ngắm sơn thủy, đêm nghe tiếng côn trùng, tự tìm một sự an nhàn khoái lạc. Trong những lúc nhàn rỗi đã không quên nghiên cứu chiến lược của binh pháp, để sau này viết thành một quyển sách như Tôn Võ Tệ, danh đó gọi là Tôn Tử Binh Pháp, để mà lưu danh ngàn sau. Sắc giả si hồng.